Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của cách nhìn sâu sắc hay thấu hiểu. Nó có nghĩa gì để có các cái nhìn sâu sắc? Khi bạn có một cái nhìn sâu sắc, bạn có một cảm giác hoặc cảm xúc hoặc suy nghĩ giúp bạn biết một cái gì đó thiết yếu về một người hoặc vật. Khi bạn đạt được cái gì sâu sắc, bạn đang sử dụng trực giác của mình hoặc giác quan thứ 6. Cái nhìn sâu sắc được hình thành từ tiếng tố in cộng với tầm nhìn từ tiếng Anh. Vì vậy từ này có nghĩa đen là nhìn vào bên trong. Một ví dụ về cái nhìn sâu sắc là gì? Định nghĩa của cái nhìn sâu sắc là có thể nhìn thấy hoặc hiểu một cái gì đó rõ ràng, thường được cảm nhận bằng cách sử dụng trực giác. Một ví dụ về cái nhìn sâu sắc là những gì bạn có thể có về cuộc sống của ai đó sau khi đọc hiểu tiểu sử. Một ví dụ về cái nhìn sâu sắc là hiểu cách máy tính hoạt động. Điều gì làm cho một người sâu sắc? Khi bạn có khả năng nhìn bên trong một thứ gì đó, một cuộc tranh luận về một bức tranh, một cuộc thảo luận, một tình huống về cách thức và tìm thấy những gì người khác không nhìn thấy, bạn đang thấu hiểu. Một người sâu sắc là một người có khả năng suy nghĩ sâu sắc. Cái nhìn sâu sắc sáng tạo là gì? Cái nhìn sâu sắc sáng tạo là sự khác biệt giữa cái nhìn sâu sắc chỉ đơn giản là hành động, có thể hành động cái gì. Nhìn sâu sắc tạo ra một bản hùng ca sáng tạo. Sáng tạo truyền cảm, hứng cho tim đắc hiệu quả. Nó thúc đẩy tư duy trực quan cho các sản phẩm mới và thực thi sáng tạo. Bạn có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc như thế nào? Nếu bạn có được cái nhìn sâu sắc hoặc cái gì sâu sắc về một tình huống hoặc vấn đề về phức tạp, bạn sẽ có được hiểu biết chính xác và sâu sắc về nó. Nếu ai đó có cái nhìn sâu sắc, họ có thể hiểu được các tình huống phức tạp. Suy nghĩ sâu sắc là gì? Suy nghĩ sâu sắc là hiểu biết hoặc hiểu biết đột ngột và ngay lập tức diễn ra mà không vượt qua thử và sai. Nó xảy ra khi mọi người nhận các mối quan hệ hoặc tạo ra các liên kết với những các đối tượng hoặc hành động có thể giúp họ giải quyết các vấn đề mới. Là tốt để sâu sắc phải không? Trong nhiều khía cạnh, những người thiếu hiểu biết đã thực hiện làm tốt hơn so với những người có cao cái nhìn sâu sắc, cũng là người ủng hộ cao tự kỳ thị. Trên thực tế, đối với những cá nhân này, sự sáng suốt cao có thể liên quan đến kết quả tích cực và tác động tối thiểu của bệnh tâm thần đối với cuộc sống của một người. Làm thế nào để bạn viết một cái nhìn sâu sắc tốt? Để vượt qua khỏi những xu hướng này, hãy xem xét các nguyên tắc này để đảm bảo bạn đang thực hiện một cái nhìn sâu sắc. Thứ nhất, luôn luôn phấn đấu để được cô đọng, cụ thể và mô tả. Thứ hai, làm cho hiểu biết đơn giản và dễ hiểu. Thứ ba, đừng đi lang thang ngoài khóa học. Thứ bốn và quan trọng nhất, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc như một người tiêu dùng có thể nói họ liên quan đến họ. Cái nhìn sâu sắc có thể được dạy như thế nào? Sáng tạo là một tập hợp con của một năng lực học tập chung, đòi hỏi phải phân tích chính xác, hiểu, thấu hiểu và ghi nhớ. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của cái nhìn sâu sắc, thường được gọi là suy nghĩ bên ngoài hộp. Hơn nữa, tôi đưa ra tuyên bố rằng năng lực này có thể được dạy và thành thạo thông qua thực hành. Hành vi học tập sâu sắc là gì? Học tập sâu sắc là một kiểu học được giải quyết để xảy ra đột ngột thông qua việc hiểu các mối quan hệ của các phần khác nhau của vấn đề, thay vì thông qua thử và sai. Làm thế nào để bạn viết một phản ảnh sâu sắc? Thông tin chi tiết phản ảnh cho viết gì? Thứ nhất, đầu tiên viết phần giới thiệu. Thứ hai, sau đó đọc tác phẩm lần trước khi viết bài chuyên sâu. Thứ ba, bạn cần đưa ra ý kiến của riêng mình. Thứ bốn, báo giá có thể được sử dụng. Thứ năm, viết mọi thành những đoạn nhỏ. Thứ sáu, viết ý kiến của tất cả những người đã đóng góp trong dự án. Làm thế nào để cái nhìn sâu sắc giúp giải quyết vấn đề? Trong tâm lý học, cái nhìn sâu sắc xảy ra khi một giải pháp cho một vấn đề xuất hiện nhanh chóng và không có cảnh báo. Đó là phát hiện bất ngờ về giải pháp chính xác
sau những nỗ lực không chính xác dựa trên thử nghiệm và sói mòn. Tại sao học tập sâu sắc quan trọng? Cái nhìn sâu sắc giúp giải quyết vấn đề thông qua những nỗ lực của chính mình. Cách tiếp cận này đào tạo trẻ để giải quyết các vấn đề của mình trong cuộc sống. Vì vậy, giáo viên nên sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để học tập tốt hơn. Anh ta nên chuẩn bị cho trẻ cảm xúc và trí tuệ để giải quyết vấn đề. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.